Black Myth Wukong là một tựa game thể loại hành động nhập vai cho ta trở thành Tề Thiên Đại Thánh trong Tây Du Ký. Vì lý do đó nên người người nhà nhà đều đổ xô ra chơi Black Myth Wukong. Còn tôi và các bạn đang ngồi xem ở đây thì chắc chắn sẽ không có tiền để mà chơi Black Myth rồi. Mà kể cả có tiền đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà chơi được vì đồ họa của nó quá nặng. Anh em cũng biết chú là một thằng rất thích đem cái này vào cái kia. Nên chú sẽ làm Black Myth Wukong ở trong Bad World. Oh my god, bro. Cái đầu tiên để map up biến thành Black Myth sẽ phải là nhân vật chính, đó là Wukong. Vì do chú đã có một skin sẵn về Ngộ Không rồi. Nhưng mà nó không giống trong game mà lại giống trong phim hơn. Anh em không biết đâu, chú đi tìm skin Ngộ Không mà chú còn thấy Ngộ Không ở trong Free Fire cơ. Tiếp theo đó chính là vũ khí. Ở trong video kiếp nạn từ 82 ở mới đây của Chun thì anh em có thể thấy được một cái model gậy như ý của Tôn Ngộ Không. Và có rất là nhiều người muốn feedback. Nếu video này viral, nếu video này nhiều view thì Chun sẽ tói ra thôi. Và tiếp theo đó chính là hệ thống chiêu. Anh em nghĩ là what the f***, Macbeth thì cậu đánh đấm là làm sao mà trưởng được. Trong Black Myth thì anh em có thể thấy skill và tích nộ của nhân vật và Chun sẽ ném nó vào màn hình của game. Bởi vì trong một cái livestream, Chun đã sử dụng nó để chôn anh em viewer. Và đó chính là cách mà Chun làm cho Minecraft nhìn giống Black Myth nhất có thể. Nếu như anh em có những cách nào khác thì có thể chia sẻ dưới phần bình luận nha. Bây giờ, nếu mà không mua được Black Myth Wukong thì mua tạm ạc Minecraft để chơi với anh em. Thì sẵn đây, Chun đang có một cái tiệm tạp hóa bán ạc Minecraft cho anh em đây. Shop này có tên là Penguin Market. Anh em chỉ cần bỏ ra đúng 150 cái kẹo mút là đã có ạc Minecraft để chơi rồi. Link chú sẽ để dưới phần mô tả cho anh em lụm nha. Giờ hãy cùng Chun phá đảo Black Myth Wukong trong Bad World nào. Let's go. Black Myth Wukong mọi người. Let's go. Đây. À, chuẩn luôn. Let's go, đánh bot. Let's go. Sang trắng. Mày. Không. Mày. Ê. Mày ra đây. Hay quá. Mày. Mày chủ của nó. Mày nói nhiều quá em ơi. Đừng kêu nữa. Man, I'm dead. Ê, chết đầu. Bọn này biết leo mọi người, bọn này biết leo. Ê, chết rồi. Ôi sao? Bọn này mạnh quá. Cái này hay này. Chúng ta sẽ được góc nhìn thứ nhất của Black Myth Wukong anh em ạ. Ngon. Con nhà này nhìn tức. Và chúng ta có nhìn lên cái chân. Tao chủ kênh mà. Yeah, let's go. Ok. Lần này chưa phải boss chính rồi. Ui. Nó chính là cái ui, phá quyền. Ê, hold on.
Ồ, wow. Giờ còn con boss nữa anh em. Ôi. Mất kìa rồi. Mất kìa. À. Ôi giời ơi. Đánh nhau luôn. Ôi. Chết rồi. Boss với boss đánh nhau. Chết. Ui. Ai, oh, what the? Ai ai. Bật cho mình chính nhắc lên. Ok, hay quá. Có nhiều quái. Bảy, tuyệt. Ok, ok, được rồi, được rồi. Ôi, wow, khó thật. Ôi, block từ đâu? Oh, let's go. Ôi. Ôi. Gậy này. Đồng luôn này, đồng thương luôn này. Ăn táo này, hồi máu cái bình hồ lô. Bình hồ lô. Ôi. Quá trình combo ghê đấy. Ôi, một đúng chỗ cuối này nào. Phải ngu. Bắn hết kìa. À, thôi xong rồi. Có vẻ như chỗ hồ sơ của chúng nó mất rồi anh em ạ. Là có. Còn từ từ đi chạy. Bùm, mày. Mày, mày xem, nó có hỏa quyền nha mày. Quỵ. Mày 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 mày. Ôi, má, càng dưới trời. Ê, đây. U, hay quá, hay quá. Được rồi, được rồi, được rồi. Ôi, má. Ôi, ok. Trời ơi, cái đồ bóng em thấy không? Cái đồ bóng. Ui. Chờ đợi, hình như là con quái này nó ra lút đồ anh em ơi. À. Thấy mày rồi, thấy mày rồi, thấy mày rồi. Ôi. My god. My god. Ờ đúng rồi, vừa nãy có bạn nào bảo chun phát đảo Black Mid cũng công, bạn cho bao nhiêu ấy? Chun,